Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp này là nam giới 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở chung cư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì người này sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn lối mở. Ngày 27 tháng 12 thì người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng 28 tháng 12, chung cư Sư Vạn Hạnh, nơi ở của bệnh nhân đã được phong tỏa. Ngành y tế địa phương thực hiện phun xịt khử khuẩn tiêu độc. Hiện các cơ quan đang xác minh các trường hợp tiếp xúc và đưa đi cách ly theo quy định.